Tấm hình kỷ niệm chị hả? Ok. Sau này chị mốt chị nổi tiếng cả nước biết rồi sao? Chị nổi tiếng cả nước rồi. Dạ nổi tiếng cả nước. Tại em không biết chị thôi. Dạ đây đó. Ồ nhìn mặt bất ngờ vậy, gặp người nổi tiếng không bất ngờ vậy. Không cảm lo hỏng lên làm phim không à. Ồ vậy hả? Lên. Rồi cảm ơn. Hello, xin chào quý vị. Ở đây là một người của mấy bạn sinh viên ha. Em sinh viên năm mấy? Em năm 3 chị. Năm 3, sinh viên trường nào? Em học trường đại học lao động xã hội của sở 2 ạ. Cái này là mấy bạn là bán cho shop hả? Dạ đúng rồi. Một con như vậy, nói luôn cái giá hồi nãy Lý Hương hỏi thì mọi người nữa. Từ 50 đến 50, 130. Con này là 80, cho cái đèn sáng vô. 80 rồi mấy bạn nói là em bán con này là lời được 13.000 chị, nhưng mà chị đẹp gái quá em bớt chị 1.000 em còn 12.000. Tức là bây giờ con này 80 là em tự bớt thành 78.000 đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi mỗi đứa là lời được 12.000. Làm sao mà lời tiền lời nói luôn vậy? Dạ. Ta phải nói lợi ích hơn khách ta mới thương chứ. À. Lòng người ta nói gian dối mất công. À, chứ coi như là giờ là hai đứa là lời được 13.000 là con này là giá gốc của nó là bao nhiêu nhỉ? Dạ. Trừ ra mình chị 80 trừ 26 là đang nhiêu? 54.000 một con hả? Dạ. Vẫn con đắt. Trời ơi. Cái này giá cửa hàng chị. Dân đi buôn mà gặp con này mà nói 54.000 là quá dã man. Nhưng mà nhìn hai em rất là dễ thương, với lại chị bên cạnh đang khóc tại chị ghẹo chị khóc á. Nên là nên giờ chị mua quà chị tặng cho con của chị ha. Dạ để em chọn. Ok. Rồi, đây sinh viên năm 3 ha quý vị. Làm một công việc gọi là đi bán hàng dạo cho shop. Cái này coi như là tụi em không có mất vốn, đúng không? Một ngày vậy em bán được khoảng bao con? Khoảng mười mấy 20 món gì. Wow. Bao nhiêu, dạ. Không nào? Bao nhiêu thời gian? Khoảng cao nhất là 3 tiếng mấy. 3 tiếng mấy buổi tối em đi dạo? Buổi tối hay buổi sáng gì cũng vậy chị. Rảnh là đi? Dạ đúng rồi, rảnh là bận người gì. Vậy tính ra lời cũng nhiều nha. Lời hơn mình nha. 20 món là chỉ biết đi cả ngày. Nhiều khi mệt quá chưa ngủ á. Mấy bữa nghỉ không thường thường ai sẽ là người mà mấy em chọn, sao tự nhiên mấy em nhìn chị lại biết là chị có thể mua cho mấy em? Tại vì chọn người nào cũng bao nhiêu người từ chối mấy em? Nếu quá thì nhiều quá, nếu quá nhiều lắm hả? Rất là nhiều chị. Mà sao đi hai người không đi một người sẽ lẻ ra nghe. Hai người ok rồi em gói đây. Trên đây là mấy bạn sinh viên này là hát, không biết là hát chơi thôi chứ hay là có hát kiếm tiền không ta? Em biết chị. Sinh viên là nhiều. Cho em chụp tấm với đẹp nha. Chụp với chị là chụp với chị là chụp với người nổi tiếng á, biết không? Biết chị nổi tiếng không? Nói giỡn á, nổi tiếng gì? Không biết làm phim không chị. Rồi ok, rồi lấy giùm hai bạn ha. Vậy là coi như là 78.000 đúng không? Chắc giá. Có nữa không? Rồi một con thôi đại ca.
Ừ, đại ca này bán gì có gì trí tuệ thông minh đâu, đang mở cái trí tuệ thông minh của em quảng cáo. Đây 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 đây, không không, đây lấy con này nè bạn, quảng cáo vậy nè quý vị. Nó làm cho mà con gì? Ồ, cái chân nó ve ra vậy. Đây là ngồi một chân. Ngồi hai chân. Đó, ngồi vậy hai là trí tuệ thông minh rồi đó hả? Tại vì ví dụ như bé mới dùng vậy mới nói ủa sao cứ muốn gì dài ra mình nó kéo ra. Đó, ghê không? Trời ơi, em sinh viên khoa nào? Em sinh viên khoa nào? Điện tử hả? Thôi chuyển qua marketing đi. Marketing bán hàng giỏi á. Trời ơi, gì nói được luôn. Hai cái chân xòe đang vậy thôi là trí tuệ thông minh. Ok rồi, mua giùm ha. Cảm ơn nè, cảm ơn lên đây luôn nè. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Nè nè nè, nói giờ em bán ở đâu? Dạ em bán hồn con rùa. Hồn rùa ở đâu nữa? Đi về rồi giờ hết xe buýt nên mọi người không em cả. ở đâu Gò Vấp gì? Ồ, Gò Vấp. Ngày nay quận 12. Gò Vấp là chuyến cuối của Gò Vấp là? Dạ cũng 8:30 á. 8:30, ok. Hai giờ mấy nhà nhiều nha. À, hôm nay rất là vui ha. Nhiều khi stress trong công việc ha. Bây giờ chị bên đây không nhận Lý Hương nhờ bạn này bạn nói sao? Nói hết rồi, hết rồi. Đó, hôm nay là ra hôn người. Gì vậy? Em tặng chị mà. Gì kỳ vậy trời? Dạ, em ấy em chụp tấm hình cái này em đi về quay vậy chạy xe biết em. Ủa thì quay em đi đi chứ. Xin tấm hình cái này em về. À xin tấm hình cái này chị hả? Ok. Dạ, sau này chị mốt chị nổi tiếng cả nước biết rồi sao? Chị nổi tiếng cả nước rồi. Dạ nổi tiếng cả nước. Tại em không biết chị thôi. Dạ đây đó. Ồ nhìn mặt bất ngờ vậy, gặp người nổi tiếng không bất ngờ vậy. Không cảm lo học lo làm thêm không à. Ồ vậy hả? Rồi rồi cảm ơn.